Thế chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình sư mèo này. Hôm nay có một trận giao thấu khá là hay, đó là Cream Esports và Immortals. Nhưng bây giờ thì đang đứng ở vị trí thứ ba vẫn sau một lượt đấu, còn đối với Cream thì họ đang đứng vị trí đầu tiên với hai trận thắng sau hai ngày đấu. Ok, và chúng ta sẽ đến vào King of the Hill đầu tiên. Ở trong cái thể loại của CR web này thì họ không có bên thế, vì vậy là đánh kiểu nó cũng hơi xui. Ok, và chúng ta sẽ đến đầu tiên vào em đầu tiên giữa The Ghost và The Rose. Hình như là đây có Hot Earthquake rồi. Có lẽ nick này là nick quá hot giữa của Bender. Thực sự là quá là hot, khi mà cái chất lượng của nick này còn là rất tốt. Chứ này, deck này nó chỉ sợ mỗi deck như kiểu Royale Rocket thôi. Còn Royale Earthquake cũng vậy. Tại vì là deck này nó có một cái Infernal Tower, vì vậy là chơi đâu để chống được những con Royale Rocket thì rất là khá khó. Đúng rồi, như vậy rồi, đây deck của Vendor rồi. Còn đối với lại Brian thì anh chơi một cái nick như Mega Knight, Ram Rider. Và cuối cùng là phải những Fireball gì đấy, Fireball, ký là Fireball. Fireball thì Poison gì đấy. Nó là một cái nick nó khá là cơ bản thôi. Hiện tại thì phải nói là cái nick của Banner đi đâu cũng gặp. Anh này cái nick quá hiệu quả. Chỉ một lần đầu tiên xuất hiện ở CIL Asia thôi thì đã làm mưa làm gió và bây giờ nó thành hot trend rồi. ở cái vòng trước thì Monster Ghost thì anh đánh quá hay, Clean Squid luôn, tìm nhớ là tìm nào đấy. Nhưng phải nói là một ngày hôm đấy mình đang chờ đợi Royale sẽ xuất hiện nhưng không. Một mình Ghost cần hết. Và trong cái thế trận lần này thì mình nghĩ là deck của Ghost sẽ ăn thôi. Tại vì là deck của Brian Mega này rất khó để bảo trụ, Ram Rider thì rất dễ bị counter thôi, rất dễ bị counter bởi Vanti có và không có một cái gì có thể giết được hai con Archer là, đấy là dùng Poison để giết hai con Archer thì nó hơi phí, con giáp, Poison đây rồi, hai con Archer đạt làm rất là tốt, và đó là trận này thì matchup nó đánh khá là dễ và nghiêng về cho Ghost, khá là dễ. Còn Ram Rider cũng sẽ lao vào trụ rồi, lao vào cái tower. Còn họ đổi hướng rồi. Biết khi mà thấy là Brian là anh thả con Ewig phía bên phải thì họ rồi Ghost đẩy cái con Hawk phía bên trái luôn. Tại vì là deck của Ghost đẩy khá là nhanh, vì vậy là không bao giờ Ghost có thể đứng yên một chỗ để đợi khi mà dồn quân nhiều đi mới công. Như vậy là rất là khó. Tiếp tục là một con hóc tư được thả ra rồi, chỉ có một hit đây không? Không có rồi. Tuy nhiên mà đánh kiếm liền dưới như thế này thì chắc chắn là Ghost sẽ ăn thôi. Hình như ở trong cái format của CR West thì họ vẫn họ chỉ tính là máu trụ thấp nhất thôi. Giống như kiểu CR Asia. Tiếp tục để hong phía trái rồi. Một cái snowball, họ có giáp. Thực sự để mà đép con trong cái bài này đúng là bắt chắc cho giờ Ghost là quá đơn giản. Và anh cứ đánh dưới thế này thì chắc chắn là sẽ thắng rồi. Tại vì đúng rồi, cái deck của Brian rất khó để mà trụ. Và cứ thả rất nhiều quân vào thì không làm được nhiều điều. Họ cũng có 3 hit rất hay. Cái trụ thứ hai đã trước hiện rồi. Như vậy làm sao có thể mà trụ đây. Có 3 hit, Ram Rider cũng mất rồi. Quá đẹp là rất là easy. Ok, mình nghĩ là game đầu tiên chắc chắn là thuộc về The Ghost rồi. Liệu rằng là The Ghost có thể clean sweep cho team Cream Esports này không? Ở tuần đầu tiên thì anh đã clean sweep một cái team nào đấy rồi. Mình nhớ mình đã quên cái team đấy rồi. Thực sự đây là một cái match khá là giả cho The Ghost.
here's Jose starting to hold his data right now, playing different cards in the back. Maybe gonna drop it on top of the Valkyrie? Maybe, but he has to get wild. There's only a minute left, and RF has a massive lead, and we are in a lowest tower situation. So the single lowest tower on the board gives it over the loss, and right now that's the 604 on the right side of Jose Bryant. Oh, and click on the nearby pie. Earthquake was snowball, now go Earthquake go. Snowball comes in, it should allow one more. Oh, he did the hog, oh, he. Vậy thì Lúa sẽ đẩy thêm một turn hot nữa trước khi sau đó là dùng West Quick nữa, là một combo tuyệt vời trong turn kết thúc cái này rồi. Hôm nay thì giọng của mình nó không được tốt lắm, là vì sắp hơi bị khẳng khẳng. Còn 16 giây nữa thôi. Có tiếp tục để hot không? Giờ mình không có người hút lên rồi. Sau cái bắt chắc là gần như là giờ gốc không cần vội. Cứ cần vội. Thì cứ đánh từ từ thôi và có hot ăn chung không? Không, không có thời gian. Ok, giờ gốc nhiều điểm đầu tiên rồi. Và như vậy đánh chim sao nổi. Đây là một với giờ Ghost thì đây là minor control rồi, một cái đấy khá là hot trong cái hai meta meta điện hai meta vừa rồi, hai cái tháng năm nay rồi. Còn Ram Rider nhảy không kịp bị đẩy một hit của Prince. Yeah, I mean, it does look like that minor Prince boy. Ở cái matchup này thì mình nghĩ là Hugo vẫn có lợi thế, vẫn có lợi thế. Một cái giáp vừa ra rồi. Đồng đàn Minions để counter bet vì gì vậy con? Không có một hit của Bandit. Diego, he has played Ram Rider Bridge Spam before this season. He played the Pekka Musketeer version and took a loss in that game. So with a different variation this time around, and you will find a place for that Inferno Dragon now. Trong cái matchup này, nếu mà Hugo có thể dồn được rất nhiều AD thì có thể nói là Zergot có khá là khó chống. Khá là khó chống. Mong là giờ xem là Hugo sẽ làm được điều gì trong cái bài này đây. Khi mà anh gặp một mất chắc cũng khá là khó. Một cái deck minor control khá là chịu. Tiếp tục đẩy minor rồi. Chỉ cần một con Barrel thôi thì đã counter được con Snap rất là tốt. Và đối khá là đơn giản với con Mega Knight. Tiếp tục để preset làm ke, làm tanh để cho ba con spear gì đó. Có một snow rồi. Một tip con ấy biết con vệ ít thả ra bị chậm hơn một nhịp so với lại cái tốc độ hút của con Prince. Có một hit của Ram Rider rồi. Nhưng mà nếu cứ đánh gìn giữ như thế này thì chắc là giờ có sẽ ăn luôn. Phải nói là giờ có đang đánh theo một cách đó là ép đối phương nó đánh theo cách của mình, cứ cycle thôi. Cứ như vậy thì Diego đi Amigo đi sẽ gần như là sẽ không có cửa trong cái bài này, có poison rồi. Con dầu sẽ nằm xuống đây không? Một pha đổi tướng. Vì con deck của The Ghost là một deck quá nhanh như vậy là anh đổi hướng để cầu. Một pha đổi hướng tuyệt vời đến từ The Ghost. Rất nhiều đam ở bên kiếm trái. Mình còn đầu sau ở đây rồi, xuất hiện đây rồi. Họ có một cái giáp. Nhưng mà trong cái matchup này giáp cũng đủ, tại vì mà giáp vừa dùng ở bên kiếm trái rồi. Khi mà lượng combo dùng Miner và Bet. Liệu rằng ngày hôm nay sẽ có một cái team Clear Sweep nữa không? Nhưng nếu đánh như thế này thì team Immortal mạnh quá. Rồi bất cả chiến bại rồi. Tiếp tục. Both sides in my opinion. Ram Rider needs to go left, and I like the Mega Minions behind, or the Minions behind him, the Mega Minions on the right, but it doesn't look like that's the case. Một lượng combo rất là lớn ở phía bên phải. Sẽ có một con Prince ra chặn ngay con Emi đằng sau rồi. Quay lại hướng mình đi, Mega Knight.
Pha điện nét cực kỳ đơn giản, không cần nhiều Eli nhưng mà đã nét tuyệt vời và lượng combo rất là lớn. Đó là những người mà đã từng tham gia cái nhiều chiến trường thì nó chất lượng nó khá hẳn, cách đánh nó khá hẳn. Well, one of the things that their coach Frank Luis said about the God of RF, this relates to last season's World Finals, during the seeding tournament, they played RF instead of Royale. And the reason why was that seeding tournament was so stressful to play. Poison ngay câu rồi. In the actual World Finals, if you had... Và bà đứa làm một trụ được không? Không được rồi. Lượng máu bây giờ là... High 14 was in there, Expo Master. Chẳng cân bằng. It was crazy. And the coach Trigger Lee said that RF is tilt-proof, and this is a tilting situation. Trong format của CL Web và CL AI đã có một tính tương đồng, đó là tính máu trụ thấp nhất. Và lượng máu ở phía bên trái còn có hơn 4-6 máu tồi. Chúng ta còn một phút còn lại. Và cũng đánh như thế này thì chắc là dường nó sẽ ăn. Mặt chắc là tương đối là đơn giản. No one expected the God RF to be doing what he's doing in these 1v1 sets. And again, this is about to be his ninth game in a row. He's gonna với 461 máu thì mình nghĩ còn dư sức để có thể giết được ăn đánh trụng trái. Tiếp tục là dùng free này để đép một lần đánh đi. Miner on the back, Snowball will probably come in here, Poison. Có Poison rồi. Great, great Snowball. Bất chấp quá là đơn giản rồi với người tốt, và chúng ta sẽ đến vào game cuối cùng. Liệu rằng đây là game top 2, top 1 và top 3 này á? Một cái icon mới của con ho baby dragon miner. Lấy liệu rằng đây có ai muốn deck miner dragon không? Với miner dragon 3 spell, đây là một cái deck mà counter expo cực tốt. Không phải rồi, đây là Mech Miner Control. Nam Bộ Công Ty đã chơi một cái bài an toàn Miner Control, Pinch, Prince và Poison. Bên này là có Mega Knight. Nếu mà đánh như thế này thì chắc là không không, đây là một cái deck khá là khác rồi. Lice sẽ đã có một cái deck khác rồi. Mình cứ tưởng là một cái deck giống như Kisser Turn vừa rồi nhưng mà không phải. Như vậy rất dễ ăn. Đẹp rất là tốt. Part of the recruitment idea behind him was when we still believe there would be bans. The King of the Hill, you couldn't ban around a Graveyard Master, a Mortar Master, and Golem Master. Chúng ta chờ xem là liệu Lice sẽ có mang hai thẻ gì đây. Mình thấy thì mình đoán là chỉ còn một spell và một cái con thể điều kiện gì đấy. Liệu rằng đây là một con Ram Rider không nhỉ? Có một hit từ Ewig. Lapogotti, anh cũng đang phân vân là không biết là có thể công như thế nào đây. Cảm ơn một cái trụ rất là an toàn rồi nhưng mà anh không biết là ngày mình sẽ công như nào. Trận đấu khá là khó đó, có thể bình luận. Có một hit nữa rồi, con Prince, trời ơi! Tuyệt vời quá! Phải nói là trong cái bật update vừa rồi thì Prince là một hai con rồi, mình phải nói khá là ghét vì tốc độ của nó khá là cao. Ram Rider và Lightning. Đoán đúng như mình đoán đó là Ram Rider và theo cùng là Lightning. Và nếu mà như cái thế này thì chắc chắn là Immortal Labo Cathy sẽ có lợi thế hơn rất nhiều và sẽ kết thúc ở trong game ngày hôm nay. Có lẽ đây là game cuối cùng. Có một vài hit đến từ con Sphere của những cái gì đó rất là giá trị trong cái đợt rồi. Trong thời điểm này Line anh đang tắt tay và anh không biết là có Lightning.
Thực sự Lightning trong tôi vừa rồi thì nó hơi phí. Nhưng mà đó cũng là một cái bài mà phải nói là hết bài rồi. Một con bắt được con Aegis rồi. Bắt được Aegis rồi. Free Sip và QC và chúng không? Không có. Tiếp tục là đẩy combo Barbarian và Bep. Họ không có, họ không có. Aegis rồi. Còn Aegis là rất ít thời. Nếu mà trong cái tên này mà có một con Miner nó đánh là hướng, còn có Mangana như vậy trở lại thì tôi tuyệt vời. Phải nói là nếu mà có những pha xử lý như vậy sẽ đi rất là cao. Tiếp tục là dùng Lightning, nhưng mà trong cái cứ Lightning thế này thì là Lai sẽ bị lỗ, Lai sẽ bị lỗ đi. Thì gần như là không giết được con Freeze. Barbarian bờ ra rồi, họ không có một con, không có giáp, họ chỉ có con Aegis rồi. Aegis bắt bệnh Miner rồi. Freeze có một hướng không? Không có rồi. Rất dùng rất nhiều thì có thể đép được cái con Freeze. Tiếp tục là đẩy Freeze. Miner coming. Đã mét đây rồi, Miner tiếp tục đẩy lên. Phải nói là con Freeze đáp cực tốt Ram Rider, chỉ cần có sự bổ trợ của con của cái Snowball nữa thôi. Và đến như thế này thì chúng ta còn hơn một, gần chưa đến một phút, chưa đến một phút nữa rồi. Tấn công với bên trái rồi, một con Freeze vào trụ rồi, Freeze vào trụ, thôi. Congratulations lại, Immortal. Congratulations team Immortal, một trận đấu cực kỳ ngọt ngào. Họ có những người chơi tuyệt vời, họ có những người chơi kỹ năng tuyệt vời ngày hôm nay. Và Royale sau 2 ngày đấu thì vẫn Royale và Akrab đánh 2-2 rồi. Royale vẫn chưa có cơ hội để mình thể ra sân. Sự rất là tuyệt vời, chúc mừng congratulations team Immortal. Keep it up. Good job. And see you guys to the next stream. See you next stream. See you guys. Bye. Last season North American champion.